Thì mình xin được chào tất cả quý vị các bạn nha. Thì hôm nay là mình sẽ dẫn trực tiếp trên cái kênh này luôn. Tại vì theo chính sách mới của YouTube á, thì tất cả các video mà sau này muốn được duyệt làm đối tác á, thì bắt buộc phải là tiếng của cái người đó luôn, chứ không thể nào dùng giọng như bot như những video trước các bạn cũng từng xem. Và hôm nay mình bắt đầu sẽ dẫn chương trình này luôn nha các bạn. Và sau đây á, thì trước khi mà vào bản tin thì mình xin chúc tất cả các bạn có một buổi chiều thật là vui vẻ, thật là nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc, cũng như là công việc của các bạn ngày càng phát triển hơn nha. Và sau đây là kênh của mình á, thì theo các bạn cũng đã xem trước hoặc là có các bạn chưa xem thì mình cũng xin giới thiệu lại. Thì kênh của mình á, thì là kênh tin tức nóng chọn lọc, thành ra đôi khi video hết, đôi khi một ngày mình chỉ làm 9-5 video thôi, nhưng mà đó là những video mình chọn lọc trong ngày là hay nhất, hoặc là những thông tin gọi là mới nhất mà tất cả các bạn cũng đang muốn quan tâm và đang muốn xem. Và bây giờ không làm mất thời giờ của các bạn nữa, bây giờ mình sẽ vào video đầu tiên nha mọi người. Rồi, mình sẽ đọc tin đầu tiên nha mọi người, là Ukraine thừa nhận mất nhiều phi công hàng đầu. Tư lệnh không quân Ukraine nói rằng nhiều phi công giỏi nhất của nước này đã thiệt mạng vì thiếu trang thiết bị hiện đại. Chúng tôi nhận viện trợ càng sớm thì cuộc xung đột càng nhanh chấm dứt, càng cứu được nhiều mạng sống. Tôi đang mất nhiều phi công giỏi nhất vì thiếu thốn trang thiết bị. Tôi biết ơn những người đã quan tâm và giúp đỡ, tướng Sehil Holubtsov, tư lệnh không quân Ukraine, nói trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm là 19 tháng 3. Holubtsov, 51 tuổi, gần như sống trong hầm ngầm suốt hơn một năm ba. Ông bác bỏ lo ngại cho rằng tiêm kích do phương Tây viện trợ sẽ nhanh chóng bị phá hủy, khẳng định các phi công dưới quyền cất cánh khoảng 50 lần một ngày để ngăn không cho quân Nga làm chủ vùng trời Ukraine. Ukraine có hàng chục căn cứ và địa điểm khác nhau để phân tán lực lượng, đồng thời tiếp nhận thêm nhiều hệ thống phòng không phương Tây để bảo vệ đường băng. Chúng tôi có thể mang lại kết quả rõ rệt với chiến đấu cơ thời Liên Xô. Có lý gì khi cho rằng không quân Ukraine khó làm được điều tương tự với máy bay hiện đại? Ông nói. Tuy nhiên, tướng Holubtsov cũng thừa nhận gánh nặng tâm lý khi phải điều động phi công Ukraine đối đầu với không quân Nga, áp đảo cả về số lượng và chất lượng khí tài. Tiêm kích đời mới của Nga có radar và vũ khí vượt trội. Họ dùng tên lửa với tầm bắn 200 km để phá hủy hệ thống phòng không S-300, vốn có tầm hoạt động chỉ khoảng là 150 km thôi. Sau đó, dùng bom dẫn đường nặng 1,5 tấn để công kích các thành phố tiên tiến như là Ulenda, Bakhmut và Mariinka. Nếu có tiêm kích F-16 trang bị tên lửa AIM-120, chúng tôi có thể đẩy máy bay Nga lùi xa hơn nhiều, ông cho hay. Holubtsov nhấn mạnh tiêm kích hiện đại với tên lửa tầm xa là yếu tố then chốt để bảo vệ mạng sống tại các thành phố liên tục bị Nga tập kích, cũng như yểm trợ hiệu quả cho những đơn vị sắp nhận xe tăng Challenger 2 và Leopard 2 do phương Tây viện trợ. Lãnh thổ Ukraine rất lớn, không thể bao phủ hoàn toàn các hệ thống phòng không mặt đất. Họ cần thời gian để triển khai, nạp tên lửa, động cơ khỏi trận địa và luôn có những khoảng trống để đối phương khai thác. Chỉ có thể khắc phục các điểm yếu này bằng tiêm kích, tướng Ukraine nói. Quan chức không quân Ukraine phủ nhận lập luận cho rằng cơ sở hạ tầng nước này không thể tiếp nhận chiến đấu cơ phương Tây. Đề cập những lần tiêm kích F-15 và F-16 Mỹ đến diễn tập ở căn cứ Minhorod và Saroko Tianisinip, ông cho rằng Ukraine chỉ cần cải thiện một số hạng mục sân bay và hiện đại hóa năng lực hậu cần để vận hành máy bay đời mới. Holubtsov khẳng định quá trình chuyển đổi sang tiêm kích chuẩn phương Tây chắc chắn phải xa, trong bối cảnh các phi công chủ lực của Ukraine hiện vẫn phụ thuộc vào vũ khí phụ tùng do Liên Xô và Nga sản xuất. Những khí tài dẫn đường như tên lửa diệt radar AMG-88B-H và bom GDAM đã xuất hiện trên tiêm kích MiG-29 Ukraine, nhưng không thể vận dụng hết tính năng vì phải nạp dữ liệu mục tiêu từ mặt đất, không thể điều chỉnh thiết lập nếu các tình huống tác chiến thay đổi. Ukraine nhiều lần kêu gọi phương Tây viện trợ tiêm kích F-16 do số lượng sản xuất sức xưởng lớn và nguồn phụ tùng dồi dào, giúp đảm bảo khả năng duy trì vận hành trong thời gian dài. Chiến đấu cơ của chúng tôi được phát triển từ cách đây 40 năm để trở thành một phần trong hệ thống phòng không Liên Xô. Chúng được chế tạo để hiệp đồng chặt chẽ với không quân Nga. Những gì chúng tôi cần bây giờ là tiêm kích được phát triển để đối đầu với Nga, tướng Holubtsov nhấn mạnh. Và sau đây là tin tiếp theo. Na Uy bàn giao 8 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Quân đội Na Uy thông báo đã bàn giao 8 chiếc Leopard 2A4 cho Ukraine và dự định thay chúng bằng biến thể 2A7 mới hơn mua từ Đức. Những xe tăng Leopard 2 này đều đã ở Ukraine, phát ngôn viên quân đội Na Uy
Balaganlast ngày 20 tháng 3 cho biết, tới nay, Na Uy là quốc gia thứ hai đã chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine sau Ba Lan. Trung tá Lars Jensen, chỉ huy tiểu đoàn thiết giáp của Na Uy, nhận định việc tặng xe tăng cho Ukraine có ý nghĩa quyết định trong việc giúp quân đội nước này có khả năng phản công giành lại lãnh thổ. Quyết định cung cấp 8 xe tăng Leopard 2A4 cũ cho Ukraine được Na Uy thông báo hồi tháng 2. Giới chức quân sự Na Uy cho biết kiếp lái Ukraine đang tham gia huấn luyện để vận hành xe tăng Leopard 2 tại Ba Lan với sự bảo trợ của Liên minh châu Âu. Đức cuối tháng 1 chấp thuận chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine và đồng ý để các nước khác làm điều tương tự. Ba Lan là nước đầu tiên chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine với số lượng 14 chiếc, chia làm 2 đợt. Một số nước khác như là Thụy Điển, Tây Ban Nha, Phần Lan và Canada cũng cam kết chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, song không rõ thời điểm bàn giao. Quân đội Na Uy sở hữu 82 xe tăng Leopard 2A4, trong đó 36 chiếc đang hoạt động. Nước này dự định đặt hàng 54 chiếc Leopard 2A7, biến thể mới nhất của dòng xe tăng chủ lực do Đức chế tạo, nhằm thay thế số xe tăng Leopard 2A4 trong biên chế quân đội. Leopard 2 là xe tăng chiến đấu thế hệ 3, được phát triển hồi thập niên 1970 do quân đội Tây Đức, đưa vào biên chế năm 1979. Xe được trang bị pháo chính cỡ nòng 120mm, mang giáp rộng để đối phó đạn xuyên giáp nổ lõm, trong khi những phiên bản sau được bổ sung giáp phức hợp. Đức đã chế tạo hơn 3.600 xe tăng Leopard 2, hàng loạt phiên bản đang được biên chế trong quân đội Đức và 13 nước châu Âu, cũng như nhiều quốc gia ở ngoài khu vực. Tiếp theo, cựu cố vấn Mỹ phiên ông Washington không ủng hộ lệnh bắt ông Putin. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Bolton cho rằng ICC là bất hợp pháp và Washington không nên hợp tác với lệnh bắt tổng thống Putin. Nhiều năm qua, tôi luôn tin rằng tòa hình sự quốc tế ICC về cơ bản là bất hợp pháp. Đó không phải cơ quan Mỹ nên hợp tác. John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới quyền tổng thống Donald Trump, trả lời thẩm vấn hôm 20 tháng 3. Theo ông Bolton, quan điểm này của ông không phải để bào chữa cho việc Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến sự ở Ukraine, nhưng ICC không phải là cơ quan phù hợp để truy tố lãnh đạo Nga. ICC bất hợp pháp vì nó là cơ quan thực thi quyền lực trong môi trường không có bất kỳ khuôn khổ hay ràng buộc hiến pháp nào. Đó là thể chế rất nguy hiểm, ông nhấn mạnh. Bolton nói thêm rằng lệnh bắt ông Putin của ICC trong thời điểm này chỉ đe dọa đến triển vọng đặt giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine. Bởi vậy, ông tin rằng sẽ không có gì xảy ra sau lệnh bắt của ICC. ICC hiện có 123 quốc gia thành viên, nhưng không được một số nước lớn như là Mỹ, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc công nhận. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 17 tháng 3 cho rằng lệnh bắt của ICC với ông Putin là chính đáng, nhưng nhấn mạnh cả Mỹ và Nga đều không công nhận tòa hình sự quốc tế. Bolton, 74 tuổi, là đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc từ năm 2005 đến năm 2006. Trước khi trở thành cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Trump, ông gần đây thường xuyên xuất hiện trên các chương trình tin tức để thảo luận về vấn đề trong nước và quốc tế. ICC ngày 17 tháng 3 phát lệnh bắt Tổng thống Putin và vị viên của Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Vova-Belova với cáo buộc di chuyển bất hợp pháp trẻ em Ukraine sang Nga. ICC cho rằng hoạt động nói trên diễn ra sau cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Về mặt lý thuyết, quyết định yêu cầu nước thành viên ICC bắt Tổng thống Putin và chuyển đến De Gaulle, Hà Lan để xét xử nếu ông đặt chân đến lãnh thổ của họ. Theo giới phân tích, lệnh bắt của ICC đối với Putin chủ yếu mang tính biểu tượng nằm thể hiện thái độ với cuộc chiến ở Ukraine. Quyết định này có tác động thực tiễn rất hạn chế, bởi Nga không phải bên tham gia ICC và nước này cũng không công nhận thẩm quyền của ICC. Tổng thống Nga nhiều khả năng sẽ không tới thăm các nước mà Moscow không cho là không thân thiện. Chủ Ukraine thúc đẩy Mỹ thay đổi cách mua sắm vũ khí. Lầu Năm Góc quyết định đặt hàng mua vũ khí số lượng lớn theo gói nhiều năm để thúc đẩy doanh nghiệp Mỹ tăng sản xuất sau bài học từ chiến sự Ukraine. Trong dự thảo ngân sách tài khoá năm 2024 công bố tuần trước, thì Lầu Năm Góc đề xuất Quốc hội Mỹ cho phép đặt mua vũ khí theo gói nhiều năm thay vì mua từng năm như trước đây. Đề xuất cho thấy Lầu Năm Góc đang tìm cách thay đổi chính sách mua sắm vũ khí đạn dược để quân đội Mỹ có thể sẵn sàng cho một cuộc tấn xung đột quy mô lớn dựa trên những gì đã diễn ra trên chiến trường Ukraine. Sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát tháng 2 năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ bộc lộ lỗ hổng khi các tập đoàn nước này chật vật đáp ứng nhu cầu tăng vọt về tên lửa và đạn dược để cung cấp cho Kiev. Mật độ khai quả của các nước bên trong chiến sự được đánh giá là chưa từng thấy kể từ sau Thế chiến thứ 2.
khiến kho dự trữ đạn của Mỹ và các đồng minh rơi vào tình trạng khủng hoảng. Một trong những lý do của tình trạng này là công ty quốc phòng Mỹ đã đóng cửa hoặc hạn chế những dây chuyền sản xuất vũ khí do chỉ nhận được đơn hàng nhỏ giọt và không ổn định theo từng năm của Lầu Năm Góc. Nhiều quan chức quốc phòng Mỹ kỳ vọng hình thức đặt hàng với số lượng lớn của Lầu Năm Góc sẽ là đòn bẩy thúc đẩy các tập đoàn vũ khí tăng năng suất. Lầu Năm Góc từng sử dụng hợp đồng ký theo nhiều năm cho các chương trình chế tạo máy bay quân sự và tàu hải quân, khẳng định chúng giúp tiết kiệm tiền và đảm bảo dòng sản xuất ổn định. Khi Lầu Năm Góc áp dụng hợp đồng nhiều năm cho đạn dược, các công ty quốc phòng Mỹ sẽ ước tính được số lượng đạn còn sản xuất và đàm phán đơn hàng lớn với bên cung cấp. Trong khi đề xuất ngân sách tài khoá năm 2004, Lầu Năm Góc yêu cầu chi khoảng 30,6 tỷ đô la cho đạn pháo, tên lửa, chiến thuật và chiến lược, cũng như phát triển công nghệ, tăng 5,8 tỷ đô la so với năm tài khoá năm 2023. Họ yêu cầu Quốc hội Mỹ tài trợ cho hoạt động mua sắm trong nhiều năm, tối đa hóa sản xuất tên lửa tiên tiến, phóng từ máy bay và chiến hạm, có thể sử dụng trong kịch bản Mỹ nổ ra xung đột trực tiếp với một đối thủ ngang tầm. Một quan chức quốc phòng Mỹ thừa nhận chiến sự Ukraine là nguồn cơn để Lầu Năm Góc đưa ra thay lỗi này, đồng thời xác định đây là bước chuẩn bị cần thiết cho một cuộc xung đột tiên tiến hơn. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kellen Hicks giải thích Lầu Năm Góc đang tìm cách áp dụng phương án mua sắm linh hoạt trong nhiều năm để chốt các khoản đầu tư quan trọng. Thứ trưởng Hicks cho biết điều này giúp thu được nhiều lợi ích nhất từ ngân sách, phát tín hiệu rõ ràng và ổn định về nhu cầu vũ khí, giúp chuẩn bị tốt hơn để nhanh chóng ứng phó với các tình huống bất ngờ trong tương lai. Lầu Năm Góc cũng đang tìm cách áp dụng phương thức mua sắm tương tự đối với một số tổ hợp vũ khí mà Mỹ viện trợ cho Ukraine, trong đó có tên lửa phòng không Patriot, hệ thống rocket, phóng loạt dẫn đường và đạn pháo 105mm. Những gì chúng tôi đang tìm kiếm là tăng năng suất bằng cách báo hiệu cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ rằng đây không phải là cú hích nhỏ và ngắn hạn vì chiến sự Ukraine, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết. Lãnh đạo các công ty quốc phòng luôn muốn biết kế hoạch 5 năm tới là gì và hợp đồng mua sắm vũ khí sẽ ra sao. Quan chức này nhận định đề xuất ngân sách năm tài khoá năm 2024 là bước đi đúng đắn đầu tiên để thúc đẩy nỗ lực tăng năng suất chế tạo đạn vào năm tới. Tuy nhiên, người này thừa nhận nhiều vấn đề về năng lực sản xuất vũ khí không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Ngoài đạn dược, đề xuất ngân sách của Lầu Năm Góc còn có 37,7 tỷ đô la cho chương trình hiện đại hóa bộ 3 vũ khí hạt nhân chiến lược, cùng 145 tỷ đô la mua sắm và 170 tỷ đô la cho nghiên cứu, phát triển công nghệ và kỹ thuật. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20 tháng 3 công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 350 triệu đô la cho Ukraine, trong đó có đạn rocket cho pháo phản lực HIMARS, đạn pháo cho xe chiến đấu bộ binh M2 Rafale, tên lửa chống radar AMG-88H, vũ khí chống tăng và các thiết bị khác. Do các công ty quốc phòng chưa kịp tăng năng suất để đáp ứng nhu cầu, quân đội Mỹ phải rút trực tiếp số vật tư đó từ kho vũ khí để có thể nhanh chóng chuyển tới Ukraine. Kể từ khi chiến sự bùng phát, tổng viện trợ vũ khí mà Mỹ dành cho Ukraine là hơn 32 tỷ đô la, chưa tính các khoản hỗ trợ an ninh và tài chính khác. Tin thứ 5 cũng như là bản tin cuối trong ngày, Thủ tướng Nhật sắp tới Ukraine. Truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin từ giới chức cho biết Thủ tướng Fumio Kishida đã lên đường tới Ukraine sau khi kết thúc chuyến thăm Ấn Độ. Đền hình quốc gia NHK cùng các kênh truyền thông Nhật Bản, trong đó có hãng thông tấn Kyoto, dẫn nguồn tin từ chính phủ và đảng cầm quyền cho biết Thủ tướng Fumio Kishida sẽ đến Kiev vào cuối ngày 21 tháng 3. Bộ Ngoại giao Nhật Bản xác nhận thông tin cho biết Thủ tướng Kishida sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev. Thủ tướng Kishida sẽ bày tỏ tôn trọng với lòng dũng cảm và kiên trì của người dân Ukraine, những người đang bảo vệ quê hương dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky, cùng sự đoàn kết và ủng hộ vững chắc mà Nhật Bản và G7 dành cho Ukraine, thì theo cơ quan này cho biết. Quyết định tới Ukraine được ông Kishida đưa ra là khá bất ngờ sau khi Thủ tướng Nhật rời Ấn Độ, kết thúc chuyến thăm New Delhi 2 ngày. Theo kế hoạch ban đầu, ông Kishida dự kiến rời Ấn Độ về nước vào chiều 21 tháng 3. Một phóng viên NHK nói ông Kishida sẽ lên tàu hỏa ở thành phố Zemir, Ba Lan khoảng 1:30 theo 1:30 là 7:30 giờ Hà Nội. Hành trình bằng tàu hỏa từ Zemir tới Kiev thường kéo dài khoảng 9 tiếng. Với động thái trên, ông Kishida là lãnh đạo cuối cùng thuộc nhóm G7 thăm Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine tháng 2 năm 2022.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tháng 2 bất ngờ đến Kiev và gặp ông Zelensky, cam kết về sự ủng hộ vững chắc cho nước này ngay trước thời điểm chiến sự tròn một năm. Trước đó, lãnh đạo năm nước khác thuộc G7 là Canada, Pháp, Đức, Italy, Anh cũng đã tới thăm Kiev. Theo Lambert, các lãnh đạo Nhật Bản hiếm khi di chuyển đến những khu vực có rủi ro an ninh cao. Chuyến thăm Ukraine sẽ thể hiện rõ sự ủng hộ của Tokyo với chính quyền ông Zelensky trong cuộc xung đột với Moscow. Nhật Bản trước đó đã áp lệnh các lực trừng phạt với Nga và viện trợ thiết bị quân sự không sát thương cho Ukraine. Phần lớn công chúng Nhật Bản ủng hộ ông Kishida trong vấn đề này, với kết quả một khảo sát do tờ Nikkei thực hiện từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 2 cho thấy 66% người tham gia cho rằng Tokyo nên tiếp tục hỗ trợ Kiev ngay cả khi việc này tác động tiêu cực đến cuộc sống của họ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, lắng nghe những thông tin mà kênh Tin Tức Nóng chọn lọc mang lại. Và để ủng hộ kênh thì các bạn có thể cho kênh một đăng ký, một chia sẻ cũng như là bật cái chuông thông báo ở dưới để nhận được những video hay nhất khi tụi mình ra những video mới nhé. Và một lần nữa, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng chọn lọc thì mình xin kính chúc cả nhà có được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc.